A camisa. Mỗi một trận áo sẽ gắn với chỉ số của một cá nhân. Các huấn luyện viên sẽ được thông báo nhanh về cường độ suy giảm thể lực ở cầu thủ. Về lý thuyết, điều này sẽ khiến giảm được thời gian bóng chết và phạm lỗi. Bởi khi mệt mỏi, khả năng đưa ra quyết định chính xác của các cầu thủ sẽ giảm, thậm chí xác định được các vị trí cần thay thế. Trong một quá trình tập luyện thì sẽ có những cái dữ liệu cụ thể thì khi mà huấn luyện viên và chuyên gia thể lực thống kê lại thì mình có thể xem lại. Khi một người chơi làm việc gấp đôi trong tuần so với cường độ trung bình trong tháng trước, thì nguy cơ bị chấn thương sẽ tăng 15%. Các chỉ số sẽ cho biết khi nào các cầu thủ vượt qua ngưỡng khả năng vận động, cơ thể không chịu được thêm những vận động. Điều này giúp cảnh báo cực kỳ hiệu quả về nguy cơ chấn thương. Então tudo isso é controlado para que a gente possa prevenir as lesões dos atletas.